Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can có liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9201D Quảng Nam. Theo Công an tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9201D đóng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thuộc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Quảng Nam. Hành vi tại trung tâm này là khi các phương tiện đến để đăng kiểm có các lỗi sai phạm như gắn thêm tời, thay cầu xe, thay đổi thiết kế thùng, khối lượng bản thân xe nặng hơn thiết kế ban đầu, v.v. thì chủ phương tiện phải chi từ 1 đến 2 triệu đồng một lượt kiểm định cho các kiểm định viên để bỏ qua lỗi vi phạm, ký duyệt phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9201D. Áp dụng biện pháp tạm giam đối với 6 bị can gồm ông Đặng Bảo Lâm và ông Trần Huấn Nhân đều là phó giám đốc, một trưởng phòng và 3 kiểm định viên. 7 bị can còn lại trong vụ án áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau quyết định tăng khung giá bán lẻ điện bình quân của chính phủ vào ngày hôm qua, các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng giá điện sẽ được điều chỉnh tăng vào thời gian tới sau khi EVN công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện và đề xuất phương án xây dựng phương án giá bán điện bình quân năm 2023. Các chuyên gia nhấn mạnh mức tăng giá điện cần hợp lý, chính xác, tránh gây hệ lụy cho nền kinh tế. Theo khung giá điện mới áp dụng từ ngày 3 tháng 2, giá điện bán lẻ bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng và tối đa là 2.444,09 đồng một kWh, tăng 220 đến 538 đồng một kWh. Đây là căn cứ quan trọng để tính giá điện bán lẻ sinh hoạt bình quân. Bộ Công Thương và ngành điện phải tính toán lại toàn bộ cái chi phí sản xuất kinh doanh điện của mình và cơ cấu của 4 cái loại chi phí khác nhau, từ khâu phát đến khâu truyền tải đến khâu phân phối đến khâu dịch vụ vân vân. Thế để xem là cái chi phí, cái tổng chi phí của 4 cái khâu nó là bao nhiêu và các cái cơ quan có trách nhiệm phải tiến hành kiểm soát, kiểm toán, tính toán và thẩm định cái căn cứ và các cơ sở tính toán để làm sao mà không vượt được cái trong làm sao mức giá vẫn phải nằm ở trong cái khung do Thủ tướng Chính phủ đặt. Hiện mức giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng là 1.864,44 đồng một kWh. Đơn giá này không thay đổi từ năm 2019, trong khi chi phí đầu vào sản xuất điện như than đã tăng mạnh. Theo EVN, năm 2022, doanh nghiệp này lỗ khoảng hơn 31.000 tỷ đồng. Tổng cục Thống kê cho rằng không thể không điều chỉnh giá điện trong năm 2023. Ở trong năm 2022 thì chúng ta đã kiềm chế rất là nhiều các cái giá dịch vụ mà do nhà nước quản lý. Tuy nhiên thì sẽ rất là bất cập nếu như năm 2023 chúng ta lại tiếp tục kiềm chế giá điện hay là giá dịch vụ y tế. Thế do đó là cái việc mà tăng giá các cái nhóm hàng này trong năm nay cũng có khả năng sẽ tác động mạnh tới CPI. Theo Tổng cục Thống kê, giá điện tăng khoảng 10%, CPI sẽ tăng là 0,35%, cộng thêm tác động vòng 2 của giá hàng hóa dịch vụ điều chỉnh tăng theo giá điện, CPI tổng thể sẽ tăng là 0,7%. Vì vậy, phương án điều chỉnh giá điện trong năm 2023 cần được tính toán kỹ lưỡng để không làm ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% của Việt Nam trong năm nay. Cái việc điều chỉnh giá điện sẽ được tính toán, đánh giá, cân nhắc hết sức đầy đủ đến tác động, đến lạm phát, đến đời sống người dân, kể cả việc điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ và mức điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh thì phải cũng đã được quyết định trong khung giá của mức bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã có quy định rất rõ và điều này thì cũng phải phù hợp theo thẩm quyền, mức nào thì của Thủ tướng Chính phủ, mức nào thì của Bộ Công Thương và EVN trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta mới được thực hiện. Dù chưa rõ đề xuất tăng giá điện nào sẽ được Bộ Công Thương lựa chọn trình chính phủ, nhưng các chuyên gia tính toán mức tăng 7 đến 10% sẽ gây tác động đến kiểm soát lạm phát, đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân ở mức chấp nhận được. Thưa quý vị, thưa các bạn, cuối phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường chứng khoán đã bị giảm sâu. Toàn thị trường đã có hơn 600 mã chứng khoán bị rớt giá và chỉ số VN Index ngày hôm nay cũng đã giảm hơn 23 điểm. Cổ phiếu ngân hàng là tác nhân chính khiến thị trường giảm sâu trong ngày hôm nay, khi mà riêng nhóm này đã lấy đi hơn 10,5 điểm, tương đương gần một nửa mức ảnh hưởng giảm đến VN Index.
sau nỗ lực nâng đỡ ở phiên đầu sáng, cổ phiếu của các ngân hàng bất ngờ bị bán mạnh trong phiên chiều hôm nay, đặc biệt là vào thời điểm cuối phiên. Lực xả mạnh khiến VCB giảm 4,17%, nhiều mã cổ phiếu ngân hàng khác cũng bốc hơi hơn 2% như BID, VPB, CTG, HDB, EIB, SHB, HDB. Chỉ có 3 đại diện giữ được sắc xanh đến cuối phiên là TPB, SSB, STB cùng với BVB đứng giá tham chiếu. Sàn HOSE đỏ rực với 342 mã giảm, trong đó có 12 mã giảm sàn. Theo quan sát, các mã nằm sàn phân bố ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, thép, thủy sản như DRH, SRF, TEG, HHV, HSG, PDR, KSB, HTN, NKG. Kết phiên, VN Index giảm 23,45 điểm, 2,15%, xuống 1.065,84 điểm. HNX Index giảm 4,47 điểm, 2,09%, về 210 điểm. Upcom Index giảm 0,42 điểm, 0,55%, còn 75,54 điểm. Sáng nay ngày 7 tháng 2, 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội trại tổng quân năm 2023. Đây là dịp để các bạn trẻ củng cố thêm niềm tin, ý chí và tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia quân ngũ. Năm 2023, quận 1 có 12 tiểu trại, trong đó có 1 tiểu trại chỉ huy, 1 tiểu trại y tế và 10 tiểu trại của 10 phường trong địa bàn quận. Tại hội trại đã có nhiều hoạt động như trang trí tiểu trại, sửa quân trang, giao lưu với cựu chiến binh, các thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, tạo điều kiện cho các bạn trẻ tìm hiểu về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của quân đội nhân dân. Về cái hội trại tổng quân này thì nó mang một cái ý nghĩa rất là to lớn. Một là cái công tác tuyên truyền vận động đối với lớp thanh niên đi sau, thể hiện cái sự quan tâm, trước hết là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương trong cái việc là thanh niên lên đường nhập ngũ, tạo cái khí thế rất là hăng hái, phấn khởi trước khi các cháu là tham gia lực vào các đơn vị quân đội cũng như đơn vị của công an. Thì đó là tôi nghĩ là cái hội trại tổng quân này nó rất có một cái nghĩa rất là thiết thực, mang tính cái giáo dục rất là cao. Sau 2 năm dịch bệnh, thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức hội trại tổng quân. Đến hôm nay, quận 1 đã có 153 thanh niên ưu tú hăng hái tham gia hội trại với tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội nhân dân, công an nhân dân, các quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Em cảm thấy là mình lực lượng quân đội mình là có nhiều gian nan cực khổ, cho nên là em muốn đóng góp hết sức mình cho tổ quốc để giúp đỡ nước nhà mình phát triển cho mạnh hơn. Em mong sao là 2 năm khi rèn luyện quân ngũ về thì con người em nó sẽ trưởng thành hơn, được tại vì mình được đặt trong một cái môi trường mới, nó khắc nghiệt hơn, nó hà khắc, nó kỷ luật hơn, thì con người mình sau khi ra thì mình sẽ gọi là mình cứng rắn hơn, chịu thương chịu khó nhiều hơn. Hội trại tổng quân năm 2023 là dịp để thanh niên thành phố Hồ Chí Minh hun đúc thêm ngọn lửa nhiệt huyết, thân tình ấm áp, qua đó nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hồ Chí Minh, năm nay tổng số lệnh được trao là 3.991, chính thức là 3.800, dự phòng 188 công dân. Theo kế hoạch, ngày mai thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ ra quân cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Vâng, cùng với nhiều địa phương trên khắp cả nước thì sáng nay, 7 trên 2 tỉnh Lào, Quảng Trị cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Thì năm nay tỉnh Quảng Trị cũng đã có hơn 1.200 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 298 công dân nhập ngũ vào Công an Nhân dân, một nữ. Tân binh nhập ngũ đợt này với độ tuổi là từ 18 đến 26 tuổi, trong đó có khoảng 136 quân nhân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, có 44 đảng viên. Năm nay thì chất lượng khám tuyển xét gọi quân nhân nhập ngũ cũng cao hơn so với các năm trước đây. Trình độ đại học, cao đẳng cũng như là đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đều cao hơn năm 2022. Số lượng và chất lượng tân binh đảm bảo yêu cầu đề ra, trên 74% tân binh có sức khỏe đạt loại 1, loại 2. Công tác giao nhận quân diễn ra một cách long trọng, đúng thời gian, đảm bảo một cách nhanh gọn, đủ chỉ tiêu, tiết kiệm, an toàn. 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường nhập ngũ. Thay mặt ban tổ chức, trân trọng.